Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình nấu bún riêu nha. Hiện tại thì mình đang nấu cua. Cua xay rồi mình nấu để mình lấy để thịt. Đây là hai đầu bếp chính, là hai đầu bếp nhí. Chuẩn bị nấu bún riêu cua đồng. Xin chào Liên. Xin chào Liên. Đây là xương, đây là giò, giò lợn nha các bạn, giò heo nha. Đây là huyết nha các bạn. Rồi bún riêu thì mình ăn kèm có giá, rau muống bào. Đây chả với trứng chuẩn bị đó. Đây là chả với trứng là chuẩn bị hấp nha các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ giấu thịt cua, mình đánh vào trong đây rồi mình sẽ hấp lên. Còn đây là bún. Còn đây là ăn khóc của. Rồi, mình đang nấu nước lèo nha các bạn. Thơm chưa? Dịu lên đi. Rồi, đang hấp chả cua nha các bạn. Chả này gồm có cua nè, trứng vịt, thịt bằm, tôm khô, hành, tiêu, tỏi, gia vị. Thơm quá các bạn ơi. Rồi mời cả nhà ăn bún nha. Sau một hồi giật lộn đã có được một tô bún. Rồi mời cả nhà ăn bún nha. Chưa ai trồng hả? Đây từ từ có tiếp mà. Đây có giò nè mấy bạn, giò nè, này là chả hấp nè, là huyết, là hủ chiên, cái chả chiên, thì mấy con quế nha, nó đẹp. Ai ăn hạnh thì nặng hạnh, ai ăn mắm guốc thì để thêm mắm guốc. Rồi ăn đi. Để thêm miếng rau muống không? Đó nhiều rồi. Rồi mời cả nhà ăn bún nha. Bún nha, trộn lên rồi ăn nha. Bắt rồi nè. Dẫn chưa? Em tô nào cũng được. Ngon không Đăng? Đũa đâu? Đũa đâu? Không bắt rồi. Nha luôn chưa? Chút nữa từ từ, ăn đây rồi chút nữa cho nên cho con coi. Ngồi xuống. Rồi.